Xèo. Được một ký đó. Như vậy chắc được một ký con xèo. Lúc ập quá chuyên nghiệp mất. Lấy cái đòn, lấy cái ấy bỏ lên cho nó đều biết nữa. Đang là chim chiều nay ai ship bánh xèo chiều khoảng 2-3 giờ là có nha. Thêm người coi đâu. Người ta ngủ lướt Facebook người ta mới coi. Nhìn hấp dẫn quá chưa, ăn cơm đói bụng quá. Mà không dám mở hàng. Không dám mở hàng quá. Ngày hôm qua là ship không kịp nha. Khách hẹn ngày nay. Khách bánh xèo. Cô thấy bánh xèo nhỏ bình dân rồi. Đây là lũ nhỏ nó thiết kế. Quên là nó ghi đây. Hấp dẫn kìa. Còn leo nữa, leo tôi cay rồi. Xác nhìn thấy mê. Ai như mình cũng ship nha, gom đơn, bình quà. Cảm đất Hậu Lan Phúc Bình. Sài Gòn ship luôn nha. Sài Gòn ai thích ăn này thì mình đốc xem vậy khoảng 5 giờ là mình gửi xe Quy Nhơn. Quên xe gửi xe Sài Gòn, Hùng Hồng. Gửi xe Hùng Hồng là tới sáng tới là mình ăn cũng ngon. Hello. Hello bạn Xô nha. Ai bên đấy có ăn bánh xèo thì mình ship nha. Bạn Xô ngày nay có công chuyện. Giờ này tranh thủ sớm hơn ngày mai, hôm qua một tiếng để có bánh xèo giao cho khách. Ngày hôm qua lật đật quá. Ăn bánh xèo mình gom đơn mình quà, mình ship vụ 20-30 gì đó, mình ship luôn nha. Dặn Trung, Tân Sơn, Dặn Tiến, Hậu Trung, Phúc Bình. Nhìn hấp dẫn. Ai ăn chiều thì cứ nói. Chị Hồng. Chị Hồng chiều nay có ăn nữa không chị Hồng? Chiều nay chị Hồng ăn nữa thì em ship luôn nha. Chị Hồng hôm qua ăn ngon chị Hồng. Góp ý. Dạ. Hấp dẫn nhất là reo chua cay sắc cả ngon. Như giá buổi chiều mình mua nó cục quá, nó ngon. Chiều nay tranh thủ làm sớm để ship cho khách hôm qua đợi. Em Hiền tí chị ship cho em Hiền tí chiều khoảng 2-3 giờ ăn chiều nha ngon. Ngày hôm qua không kịp. Có em chiều nay chị ship cho nha. Đang đút là có cho em này chứ. Do ngày hôm qua lật đật khách đặt nhiều á. Ngượng cái đút không kịp. Chiều nay đút sớm hơn một tiếng để có bánh giao cho khách. Cả nhà mình ăn về lên đơn mình ship nha. Xèo nhìn cũng hấp dẫn kìa. Chị nay khoảng tầm 2-3 giờ chị ship cho. Để ai người ta giữ mua. Ai giữ mua nói chị ship luôn nha em. Ai giữ em chiều nói chị ship thêm tiền luôn.
Điện lần đi ship 20 mà nó cũng thấy ấy. Ai em nói chị ship luôn. Bánh xèo, bánh xèo. Xét ra hành bỏ vô. Còn rêu nữa, rêu với mém nữa, hấp dẫn. Ê, ở gần mình cũng có ăn tại chỗ nữa nha. Lúc nào ăn đó cho nếm. Ngon. Ai thích ăn nếm thì tới ăn gần qua ông Liên cũng ăn nếm nè. Bánh ngon quá. Nghĩ giờ đốt chắc được cái bánh này. Chiều nay mình có ship ở dưới Hậu Trung nè. Có ship ngay chỗ bến đò Tân Sơn, Bình Hòa. Ai ăn lên đơn mình ship luôn. Đó nha mẹ, cái của mì xô. À, sách bị đây luôn. Sách bị của mì lại đây. Nói ăn cua một mề hay ra kiểu cách chiều nào cũng đúc nha cả nhà. Thời gian mình có nhiều lúc rảnh thì mình live stream này chứ. Nhiều lúc đi heo thì chị mình chiều nào cũng đốt nha. Gần nhà luôn á. Chị dâu à. Ai thích luôn, ai thích ăn thì ghé. Ghé nhà hay cần yên bắp cho mình ship tặng đâu. Ba kêu. Dạ. Dạ ba. Ai chưa ăn cơm trưa mình cũng ship luôn. Nó bánh xèo bán chiều. Em chào chị Hồng. Chị Hồng vô Phúc Bình An bánh xèo em ship nha chị Hồng. Chiều tầm 3-4 giờ chiều á. Có mấy em đục nè. Có mấy em đục bánh nước ai muốn ăn nếm nhà nấu. Em ship. Rêu sống nè. Có rêu ngon. Nó ăn lúc con xèo lén mà ăn. Nó ăn trước á. Nó thèm. Chuyện gì em bị bắt cây không? Anh gần gần nói em ship nha. Ship dùng đơn ship luôn, không có tính tiền ship gì hết nha. Mẹ ơi. Mẹ đi làm gì mẹ đâu có tính tiền ship đâu. Mẹ nói với trẻ không.
con miếng. Ừ. Đúng rồi. Chưa được xay. Ký không chị? Trong chính là đọc kho ký rồi. Anh có làm 10.000 vô anh không? Anh chiều không? Hello chị Thanh. Bánh xèo chị, bánh xèo em ship tặng nơi nha. Bánh xèo chiều. Bánh xèo giỏ. Ai nói em dồn đơn em đi luôn. Một hướng. Chiều nào cũng đúc hết á. Ai có cúng dỗ thì tiệc tùng về. Đẹp luôn nha. Đẹp giao cho. Giao cho khách mình luôn. Ngon quá à. Bi ăn không? Không biết ăn ấy. Không biết ăn. Chị chỉ chỗ này cũng đẳng cấp à. Đâu ai chỗ được. Xuống dưới anh Bi á. Xuống dưới cái tủ á, nó có nước chứ. Ở bên em dài, nước nhỏ đây. Có kìa nè, cái nhỏ đó. Nó cực đầy rồi. Hello em Hiền nhỏ. Hôm qua em ăn bánh xèo. Nay em có ăn nữa không? Không biết Hiền. Giờ có bánh xèo rồi em. Hôm qua lật đật quá. Giờ ai muốn ăn tới nhà mình có rồi nha. Ai thích tới mà nhà ăn nán mình cũng có luôn. Cô ăn miếp vậy, người nào cũng ăn. Nó tiền không? Nó tiền. Nó tiền. Ấy, trẻ con. Cho nó có tiền vào nó mới ghê. Ông chủ mà. Hôm qua ngon không em? Bánh xèo hôm qua ngon không? À, góp ý để mình làm cho ngon hơn. Ở trong ngày nào cũng cố gắng để mình làm. Làm nó ngon rồi bán cho khách. Đất cả ăn tiếp kìa. Ba không giờ mình giao nha. Khách nào ăn yên bóc cho mình. Ba không giờ mình giao cho. Có mấy đục. Nhưng cái lửa nó đều. Bánh xèo có mấy đục mấy nước. Có rêu. Quá trời luôn. Nhưng cái lưỡi con nó đều. Lưỡi con nó phải đều kìa. Cắn không? Còn cắn không? Bi nó ăn không thèm à. Chơi vào đây đây. Ừ.
có bà nội chiên ra rất bánh ngon rồi, cây chuối, cây chuối cây làm riêu cho ngon, khách ăn cho ngon. Thôi ba cả nhà nha, ai ăn inbox cho mình, chiều mình giao cho, nếu không hậu cả nhà ăn cho ngon.